Chương trình Chuyện Cùng Nguyện Ước xin chào đón quý khán thính giả. Thưa quý vị, rất nhiều người đã thu được lợi ích sức khỏe và tinh thần từ môn tu luyện Pháp Luân Công. Ngay cả bệnh nan y, bệnh viện trả về, nhưng tập luyện một thời gian thì bệnh cũng khỏi một cách thần kỳ. Những người chưa từng tiếp xúc với Pháp Luân Công mà nghe như vậy thì có thể cho là huyền hoặc, khó tin và không muốn quan tâm. Nhưng cũng có người thử tập một chút thì chính bản thân lại có thể trải nghiệm được sự kỳ diệu này. Cô Lê Thị Ánh ở Vĩnh Long là một người như vậy. Cô năm nay là cô 62 tuổi, tên Lê Thị Ánh, là ở ấp Đông Hưng 3, xã Đông Thành, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Bây giờ cô ở nhà, cô đang ở nhà nội trợ. Cô tập nay cũng từ 4 năm rồi. Ở đó ở nhà đâu có biết đâu, nhờ cái thằng trai nó tập này nè, tính cũng về phản đối lắm chứ, rồi sao nó nói kiếp tập thấy cũng được, ba nó cũng làm luôn. Mình tập mấy mình học đưa sách tập á, mình đưa cũng buồn ngủ nha, rồi cái đưa đọc viết giờ cái nó quen rồi, cái mình thấy đọc nó tốt mà cái sức khỏe mình tốt luôn, cả hai năm mấy này không uống thuốc nữa. Hồi đó ha là cái sinh sống đó mà đi hoài uống thuốc tao nó hàng tuần hoài, với mấy cái tay mình nè nó sưng phù lên hết trơn vậy đó nha. Cái này cái nó cũng đau nữa, sao vậy nó hết mình không có hay gì. Thấy vậy thôi đọc hoài, đọc mình thấy nó cũng cải biến, thấy nó cũng khác. Rồi thôi tập luôn chứ sao giờ, tập cũng 4 năm, hơn 4 năm rồi đó. Nặng là nhất là cái xương sống á, cái xương sống là nó nặng. Nó đau dữ lắm, nó nhức á, mỗi lần đứng dậy đâu phải là đứng dễ gì đâu. Đứng là phải hai cái tay, hai chỗ lên, dịnh cái ghế lên rồi mới đứng được. Nhưng vậy nó nặng là nặng cái đó, cái xương sống thôi. Rồi xong rồi cái làm như tay chân mình nó bị phù lên, nặng cái sao mà mình tập luyện giờ nó thấy nó khỏe. Nên từ đó cô tập ha, cô đọc sách dữ lắm nha. Rồi bữa sáng là luyện 4 bài, giấc chiều khoảng cỡ 2 giờ cô luyện bài số 5. Tối phát bài chánh niệm, ngày nào cũng như ngày đấy. Cô ha, hồi đó lúc trước thầy cô tánh cô cũng không có hiền, cũng dữ. Hồi đó là cũng dữ lắm, mà bây giờ mình học pháp rồi mình biết rồi, tánh tình mình không biết, mình cũng sửa đổi đặng cho nó tốt sức khỏe mình, chứ mình làm vậy mình, nếu mà mình không nảy kia lên ấy, thì cô không được. Mình nhờ đọc sách mình mới hiểu. Hiện tại bây giờ gia đình của cô là 3 người, có thằng con thì nó đầu là nó tập luyện trước, rồi nó về nó mới nói với cha với mẹ nó, thì giờ cô vô học cái ba nó thấy tập vậy đó, ba nó cũng tập luôn. Tập mà điều ba nó cũng ít đọc sách, đọc qua đựng quận thôi à. Còn cô đọc nhiều lắm, cô đọc ông nội cuốn chuyển Pháp Luân mất mấy chục lần đó, đọc tới kinh văn luôn. Thì mình tên là Đinh Công Minh Hoàng, thì năm nay cũng là tuổi cọp như ba mấy vậy đó, cô không nhớ rõ nha. Thì hiện tại mình là một YouTuber. Ngày xưa thì mình đi làm trên Sài Gòn, thì lúc đó thì công việc nhiều lắm, công việc nhiều thì sức khỏe của mình nó cũng hơi kém á, thì mình có xem trên mạng thì thấy là mấy cô chú tập Pháp Luân Công rồi thấy khỏe người á, tập vậy thôi cũng chưa biết gì môn này. Rồi sau đó mình đọc sách mình thấy rất là hay, cho nên mình bước vô tập thử. Hồi lúc mình biết về Pháp Luân Công là chưa có sách đâu. Mình phải là tự coi trên mạng rồi đọc rồi hiểu, tìm hiểu chứ không ai tặng á. Rồi sau này thì có mấy cô chú lớn tuổi tập trước á, được các cô chú là tặng cho. Ngày xưa thì công việc rất là nhiều, mình làm khi mình làm luôn ca đêm, thì khi mình tập thì mình cảm thấy là năng lượng mình nó có, mình làm việc mà mình cảm thấy như là không có mệt. Mình tâm đắc nhất là cái về tâm tính của mình á, ngày xưa thì cũng hay nhậu nhẹt, cà la cà, nóng nảy, nhưng mà khi mình tập rồi mình đọc sách mình thấy điều đó là sai, cho nên mình thấy là nó thay đổi rõ nhất là tâm tính của mình. Và sức khỏe thì khi mình tập mình cảm thấy là cơ thể mình nó ấm lên á, tại vì ngày xưa mà chuyển mùa cái là mình bị cảm lạnh, là người đầu tiên bị bệnh, nhưng mà khi mình tập rồi tới giờ cũng không có uống thuốc. Thậm chí là mùa dịch này là gần như là sớm mình ai cũng bị nhiễm á, mà có mình là chưa bị. Thì mẹ mình ngày xưa thì mẹ lớn tuổi mà, thì hay lo cho con cháu, ví dụ như là con cái phải thành gia lập thất, thậm chí có cháu đi còn phải suy nghĩ sau này nó như thế nào nữa, thì mẹ rất là lo gầu. Nhưng mà từ khi mà thấy mẹ học pháp rồi thì mẹ không còn lo nữa. Cái kiểu mà ta nói là gì, mỗi người đều có số mệnh, đúng không? Khi mà hiểu ra rồi á, thì thương thì con cái mình vẫn thương, nhưng mà mệnh là do mỗi người, đúng không? Làm việc tốt việc xấu thì đó là do mình chịu.
Còn về sức khỏe thì hồi lúc trước mẹ mình cũng bị gai cột sống á. Mình cứ nài hoài, cái mẹ nói là thôi để ta tập cho mẹ vui. Nhưng mà khi mà tập được 1-2 tuần á thì tự nhiên á thì mẹ cảm thấy là cơ thể tao có điện mẹ ơi. Thế là mẹ tập thử. Mà tập biết từ từ á là bệnh hết thành nào không biết. Đó là cái mình thấy rõ nhất. Bài công pháp này là có được 5 bài. Mình phải học, mình tập luyện xong rồi là mình học pháp, đọc sách cho nhiều vô đặng mình biết. Ví dụ mình có giữ hay gì đó, mình đọc cái đó mình biết là mình dừng lại cho bớt. Yêu cầu của mấy người cũng vậy đó, học pháp vậy đó. Cũng mong cho mấy cô, mấy chú đó, ai mà có cơ duyên như cô vậy nè, cái như bước vô và học pháp nó tốt sức khỏe dữ lắm. Vậy đó. Thì mình cũng là hy vọng rằng là các bạn xem được cái video clip này thì mọi người là tìm hiểu thử môn pháp luân công này ha. Thì cái môn này gọi là pháp luân đại pháp, khi mình tìm hiểu mình đọc nó rất là lợi ích. Thứ nhất là về cái sức khỏe, thứ hai là về tâm tính. Tại vì mình muốn có hạnh phúc mà mình cứ làm những điều không tốt thì không thể nào có hạnh phúc được. Khi mình đọc qua một lần rồi mình sẽ hiểu được rất là nhiều điều ý nghĩa. Mình cũng mong muốn rằng những người có duyên sẽ học được cái môn này. Chương trình Chuyện cùng Nguyền Ước của chúng tôi tối nay xin dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn quý vị trong các video tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối thật an lành.